Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, những đại Bồ Tát mà nhờ chư như lai ứng tránh đẳng giác, nhân nói tránh Pháp ở trước đại chúng tự nhiên hoan hỷ, biểu dương, khen ngợi, danh tự dòng họ và các công đức là ở bậc thối chuyển hay là bất thối chuyển. Phật bảo thiện hiện có đại bồ tát ở bậc bất thối chuyển tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa nhờ chư như lai ứng tránh đẳng giác nhân nói tránh phát ở trước đại chúng tự nhiên hoan hỉ biểu dương khen ngợi danh tự dòng họ và các công đức lại có đại bồ tát tuy chưa được thọ ký nhưng tu hành bát nhã ba la mật đa cũng nhờ như lai ứng tránh đẳng giác nhân nói tránh phát ở trước đại chúng tự nhiên hoan hỉ biểu dương khen ngợi danh tự dòng họ và các công đức cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những vị Bồ Tát đã nói đó là những Bồ Tát nào? Phật dạy, này thiện hiện có đại Bồ Tát khi làm Bồ Tát theo sở hành của Phật bất động mà học, đã được an trụ bậc bất thối chuyển, là đại Bồ Tát nhờ các như lai ứng tránh đẳng giác, nhân nói tránh pháp, ở trước đại chúng tự nhiên hoan hỉ, biểu dương khen ngợi danh tự dòng họ và các công đức lại có Đại Bồ Tát theo sở hành của Bồ Tát Bảo Tràng, Đại Bồ Tát Thi Khí, vân vân Mà học là Đại Bồ Tát tuy chưa được thọ ký, nhưng tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng nhờ như lai ứng tránh đẳng giác nhân nói tránh pháp ở trước đại chúng, tự nhiên hoan hỉ, biểu dương khen ngợi, danh tự dòng họ và các công đức lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa đối với tánh vô sanh của tất cả pháp phát sanh sự tin hiểu sâu sắc nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa phát sanh tin hiểu sâu sắc cũng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn đối với tánh không rốt ráo của tất cả pháp phát sanh tin hiểu sâu sắc cũng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn đối với tánh tịch tịnh của tất cả Pháp phát sanh tin hiểu sâu sắc, cũng chưa chứng đắc vô sanh Pháp nhẫn. Đối với tánh viễn ly của tất cả Pháp phát sanh tin hiểu sâu sắc, cũng chưa chứng đắc vô sanh Pháp nhẫn. Đối với tánh không sở hữu của tất cả Pháp phát sanh tin hiểu sâu sắc, cũng chưa chứng đắc vô sanh Pháp nhẫn. Đối với tánh chẳng tự tại của tất cả Pháp phát sanh tin hiểu sâu sắc, cũng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn đối với tánh chẳng chắc thật của tất cả pháp phát sanh tin hiểu sâu sắc cũng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn này thiện hiện các đại bồ tát như thế nhờ chư như lai ứng tránh đẳng giác nhân nói tránh pháp ở trước đại chúng tự nhiên hoan hỉ biểu dương khen ngợi danh tự dòng họ và các công đức